Việc lựa chọn tai nghe với các bạn như nào? Có những bạn thích nghe nhạc, xem phim, chơi game nó phải cân bằng. Bạn đấy ấy, cái số tiền các bạn bỏ ra mẫu tai nghe vô cùng đắt đỏ, 2 triệu, 3 triệu hoặc thậm chí nhiều triệu hơn cũng có. Vậy thì đối với những bạn game thủ có túi tiền eo hẹp giống như mình chẳng hạn, thì chỉ có hơn 1 triệu thôi, các bạn nên lựa chọn giống như mình, lựa chọn mẫu tai nghe thuần chơi game và công việc khác như kiểu nghe nhạc, xem phim thì hãy để qua một bên và cân bằng cái mẫu tai nghe đấy. Thì đây là tai nghe đến từ Siberia. Thì mình sẽ nói đầu tiên phần vỏ hộp trước đi. Thì phần vỏ hộp, hình ảnh tai nghe sẽ trông như này, hình ảnh thực tế như nào đấy. Tế về hình ảnh trông nó cũng giống nhau đấy. Thì đây là tai nghe chuyên nghiệp ở phía trên của họ đã ghi như vậy rồi. Ngoài ra thì còn một số thông tin khác ghi toàn bằng tiếng Tàu thôi. Nó hỗ trợ nghe nhạc, chơi game, có LED, movie là xem phim ấy. Và thực ra thì tai nghe nào phát âm thanh nó cũng vậy rồi. Thì bây giờ mình sẽ để gọn hộp qua một bên và tìm hiểu sâu về mẫu tai nghe này. Thì đây là nhân vật chính của chúng ta. Thì chúng ta sẽ đi từ những phần nhỏ nhất. Thì về mặt cổng kết nối nhá, đây là cổng USB Type-A, sẽ không có những kiểu là jack mic các thứ để cắm vào. Thì cái thứ nhất nó sẽ mang lại chúng ta cái điểm tiện lợi. Và cái thứ hai ấy, đối với những bạn máy mà bị hỏng mất cái cổng tai nghe, các bạn đừng tưởng cổng tai nghe không hỏng được. Mình có hai con máy bị hỏng cổng tai nghe, thế nên nếu như mình chọn mua tai nghe thì chắc chắn mình sẽ chọn mua những tai nghe cổng USB Type-A này, cắm vào phát nó nhận luôn. Thì đây cái phần tai nghe này có chống nhiễu này, có bọc dù, chất lượng nó sẽ rất tốt đấy. Các bạn sẽ không lo sợ kiểu bị rối dây hay thậm chí là có thể đứt dây. Và ngoài ra như bạn thấy đây, đây là phần sao cạc. Thật ra thì nó giống một cái cục điều chỉnh, nó giống thì đúng hơn. Thì các bạn sẽ có tổng cộng là 4 nút trên cái cục này. Thì đây nút tăng giảm âm lượng này đấy, một cái núm xoay các bạn có thể xoay các hướng đều được. Một cái cổng LED thì ở đây mình chưa cắm ở mình cho anh em xem thôi mà. Thì các bạn có thể bật tắt LED ở trên tai nghe, ở cái phần chỗ đệm tai này thì có phần LED. Thì ở đây là phần mic, giúp bạn có thể bật tắt mic theo ý muốn. Và nút silent nhanh. Thì chuyển đến phần tai nghe đi. Thì tai nghe trông nó to này thôi, nhưng đầu tiên khi mình nhìn vào ấy, mình chưa đeo nhá, mình nhìn vào thôi, mình nghĩ đây là mẫu tai nghe vô cùng nặng và đeo vào sẽ đau, nhưng thực tế khi mình sử dụng thì không phải, bởi vì toàn bộ mẫu tai nghe được làm từ nhựa. Hơn 1 triệu 2 mà các bạn nghĩ là kiểu làm từ nhựa thôi mà nhựa trông sờ nó bình thường, các bạn nghĩ là nó không hợp lý đúng không? Nhưng theo mình thấy nó là việc ổn để có thể giữ được cái tai nghe vừa to thế nhưng trọng lượng lại không quá lớn. Thì cái phần sơn theo mình nhìn thấy là màu sơn xám thôi, cái này tùy thẩm mỹ của mỗi người thôi, mình thấy nó cũng bình thường. Thì cái phần đệm tai này trông giống một cái lò đúng không, các bạn cắm vào nha, các bạn bật LED lên thì trông cũng giống cái lò hơn, trông giống một cái lò sưởi. Nhưng không vì nó giống cái lò sưởi thì nó sẽ quá nóng đâu, bởi khi mình đeo vào mình vẫn cảm thấy thoải mái trong một thời gian dài, bởi vì phần đệm tai rất to, đệm tai làm từ da và rất to. Thì nó sẽ có hai điểm lợi thế. Thứ nhất là các bạn đeo thời gian dài nó không bị kiểu quá nóng, và cái thứ hai nó làm từ da trông sẽ đẹp hơn. Nhưng mà cái điểm bất lợi các bạn phải chấp nhận được, bởi vì nó rộng ấy, thế nên cái vấn đề cách âm trên mẫu tai nghe nó không thực sự tốt. Tuy nhiên thì dù sao chơi ở nhà chơi mình nó không phải là vấn đề quá lớn. Phần đệm đầu của mẫu tai nghe này thay vì được làm một liền như cái mẫu tai nghe khác thì bây giờ được tách ra làm hai bên trông như thế này. Thì thực tế ra thì đối tùy mỗi người thôi, đối mình thích những cái này hơn, bởi vì khi đeo vào nó sẽ vô cùng nhẹ. Tuy nhiên ấy, nó sẽ gặp một vấn đề, đó chính là nó làm từ nhựa và cái chất lượng gia công của nó không thực sự tốt. Như Siberia làm chất lượng của cái mẫu đệm đầu nó tốt hơn, thì cái mẫu tai nghe này sẽ gọi là một sản phẩm vô cùng xứng đáng để có thể lựa chọn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến phần dưới là phần mic đi. Phần mic ở bên trong đây có được bọc kim loại và bên ngoài bọc thêm một lớp nhựa nữa để tăng cái tính gọi là chất lượng sản phẩm nó cao lên, trông nó hay ho và thú vị hơn. Nó dài này, thế nên các bạn sẽ không phải lo cái vấn đề âm thanh từ tai nghe nó sẽ lọt vào mic. Và mic đây cũng có phần LED đây để cảnh báo cho các bạn khi đang bật mic và khi nào tắt mic. Rồi thì chất lượng theo mình thấy ấy, nó ở mức ổn để có thể nghe nhạc và xem phim. Còn vấn đề chơi game thì nó lại cực kỳ tốt, bởi vì đây mẫu tai nghe thiên về vấn đề chơi game mà. Thế nên mình có thử qua chơi một số tựa game như kiểu PUBG, Warzone thì mẫu tai nghe đã đáp ứng hoàn toàn tốt, mình có thể nghe tiếng bước chân vô cùng ổn. Nó hoàn toàn xứng đáng thì chúng ta có thể chọn mua. Tổng kết lại, theo mình thấy mức giá khoảng 1 triệu 2 các bạn sẽ có vô vàn những lựa chọn. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu tai nghe từ hãng khác. Tuy nhiên, tại sao chúng ta không thử mua mẫu tai nghe đến từ Siberia này? Thứ nhất, trông cho nó hay ho, trông cho nó khác biệt, mang ra quá nét, hay là bạn bè đến chơi nhìn mẫu tai nghe ra trông nó khác với tai nghe họ đang sử dụng thế. Cái đệm đầu như này này, trông nó cũng khác, đeo vào nó cũng thoải mái hơn. Bạn nào đã sử dụng cái mẫu tai nghe rồi, đừng quên để lại ý kiến dưới mục bình luận video. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Alphard Commenter để không bỏ lỡ video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn sớm thôi. Yeah.